Chào mừng các bạn quay lại đến với Nanamon World. Thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục thương phục những loại Nanamon tiếp theo thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thương hóa một loại Nanamon tiếp theo. Bây giờ Evolution biến hóa. Bầu thầy bắt đầu đấu. Show way. Chiêu cào bóng tối, chùm tia đen tối, chùm tia điện. Thank you.
sóng nước bùng nổ. Chiêu cào bóng tối. Chiêu cắn độc. Chùm tia đen tối. Hau trở.
Sao vậy?
nỗi đầu bóp cuối cùng ở khu vực này thôi, mà vẫn còn, nhưng mà vẫn còn mà. Nỗi đầu với bóp này là tàn sinh kỹ thuật tại đây thôi. Thunder Blast. Thunder Blast. Có thể đấu hệ nhưng mà có khả năng giảm phòng thủ thôi. Hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tàn trận tại đây. Nếu ai nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.